Cây cầu này nằm trên tuyến quốc lộ 8 kéo dài từ km 74 cộng 600 đến km 74 cộng 900 do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn thi công. Sau nhiều lần được gia hạn tiến độ, theo kế hoạch, cầu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên đến nay thì cầu mới chỉ hoàn thành được 3 trên 5 trụ cầu, phần việc còn lại là rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Bởi theo tính toán của đơn vị, nếu hoàn thành 2 trụ cầu, dầm cầu và mặt cầu phải mất từ 5 đến 6 tháng, nên nguy cơ chậm tiến độ khó tránh khỏi. Trụ 4 thì cũng gần cơ bản chuẩn bị làm xe mũ. Còn trụ 5 thì đang còn 2 đột nữa. Nguyên nhân nói chung là cái cầu này là địa hình nó cũng hơi phức tạp. Địa hình thi công là nó cực kỳ khó khăn. Thời tiết ở trên này thì nói chung là cũng mưa gió nhiều. Anh em cũng nó ảnh hưởng đến quá trình thi công. Còn đối với gói thầu xây lắp 10 đoạn tuyến do công ty cổ phần 484 thi công, hiện mới đạt gần 80% kế hoạch. Công việc còn lại đang gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian. Khó khăn lớn nhất hiện nay là trên tuyến, đơn vị thi công đang gặp phải những tảng đá lớn. Trong khi đó, do vướng mắc bởi hệ thống đường điện nên không thể dùng biện pháp nổ mìn mà phải dùng máy khoan đá. Để làm thông được đoạn đường này phải mất từ 3 đến 4 tháng, nên nguy cơ chậm tiến độ rất cao. Trên tuyến các có gặp các vị trí đào đá nổ mìn thì lại là phía trên có các cái đường dây điện 35 kV và 110 kV, cho nên là không thể đưa cái phương án nổ mìn vào được, nên phải dùng búa cắn và dùng thủ công nên công việc nó chậm lại. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam, toàn bộ dự án có 12 gói thầu, trong đó có 8 gói thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện còn 4 gói thầu là xây lắp 08, 09, 10 và xây lắp 11 đang triển khai thi công. Tiến độ trung bình đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, phần việc còn lại gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian nên đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 4 có các giải pháp và yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Ban đã phối hợp với các nhà thầu đưa ra các biện pháp phù hợp, tránh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để mà làm tăng ca tăng kíp để bù lại những cái thời điểm không thể thi công để mà đảm bảo cái tiến độ hoàn thành của cả dự án, không để một đơn vị chậm ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ của dự án. Dự án kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tại địa phương và thông thương giữa hai nước Việt-Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.